bạn không biết em ngủ em thức. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai, bây giờ giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên là em gửi lời chào tới, chào và chúc sức khỏe tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ bên rèm và toàn thể vị khán giả trong ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng, quê gốc em ở Quảng Bình và hiện tại em đang công tác ở Đồng Nai. Em về công việc gì? Em bên quản lý điều hành phương tiện của phòng hậu cần sư đoàn 302. Rồi, mà bạn gái? Là em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân, 23 tuổi. Hiện đang làm sales admin trong công ty sự kiện Ngàn Thông. Dạ, quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Hiện nay em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là thân thiện, hoạt bát, nói chung cũng dễ tiếp xúc. Còn mà nhược điểm của em là lười và không biết nấu ăn. Hả? Thì bình thường hiện giờ là ai nấu cho em ăn? Dạ, mẹ em nấu em ăn. À, đang còn ở với mẹ. Dạ. Ủa, em trai. Dạ. Em có khi nào nấu cơm không? Dạ có. Có hả? Mình làm hậu cần, mình quản lý về hậu cần, tức là ăn uống trang thiết bị này kia hết luôn đúng không em? Dạ, em bên chuyên bên phương tiện xe cộ anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Còn hạn chế là ít nói và thiếu tự tin, chưa đám đông và chưa các bạn nữ khác giới. À, khác giới. Sinh hoạt cộng đồng xã hội thì đông người thì em có mạnh mẽ không? Dạ, cái đó mình làm theo chức trách chuyên môn thì cứ thế làm thôi. À, chuyên môn thì làm được đúng không? Dạ. Nhưng mà tán gái thì yếu hả? Chín chắn vững vàng, nhưng mà đối với tình yêu thì bao giờ cũng nhút nhát hết. Có cái tật xấu nào nữa không? Tật xấu hả chị? Ừ. Nói được không chị? Được chứ. Phải nói chứ. Dạ, chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị. Bạn em không biết em ngủ không thích. Ồ, mắt bên đó to lắm hả? To lắm. Nhưng mà ngày hôm nay một số đặc biệt như thế này, em có cảm giác như thế nào khi là người bạn trai bên kia là một sĩ quan? Dạ chị, em rất là thích. Tại vì lúc đầu tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội, nhưng mà lúc đó theo em tìm hiểu đồ là phải ra tới ngoài Bắc để học, mà trong khi đó em không biết nấu ăn, mà ba mẹ cũng vậy, em sợ nên ba mẹ cũng cho đi luôn. Sợ gì? Xa á chị. À, sợ xa nhà. 4 năm đại học của em học ở đây á là tuần nào em cũng về nhà, mà còn học ở ngoài đó thì chắc một năm em chưa về được 2-3 lần nữa chị, nên vậy thôi em cũng không đi nữa. Chứ hồi đầu là thích. Dạ. Cũng thích thi vô bên đó. Dạ. Thi vô cái gì? Dạ, hậu cần. Hậu cần luôn. Ai đó thi vô giờ đâu cần lên đây, hai người gặp nhau rồi. Ủa mà tại sao em thích? Dạ thì lúc đó là trường em có nói chung là một trong những trường ở trong miền Nam á, mà được về hướng dẫn á, mấy anh chị bên quân đội á, thì em nhìn phong thái của mấy anh chị đó rất là thích, rất đặc biệt là mấy chị nữ. Em rất là thích nên em về em cũng nói ba mẹ vậy đó, ba mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà khi được nghe được tin phải ra tới ngoài Bắc học á, nên thôi. Dạ nên thôi. Rồi. À, tình trường em thì sao? Mình có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chị nhìn vậy thôi chứ chưa yêu ai á chị. Chưa mối tình nào hết? Dạ. Hồi đi học rồi tới giờ luôn cũng không có luôn. Dạ. Lý do tại sao? Đẹp dễ thương, đẹp gái vậy mà không ai để ý hả? Dạ nói chung thì có thì cũng có, nhưng mà dạng như là em cảm nắng rất nhanh, nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh. Em thích cái anh đó, bạn đó. Xong cái quan tuần sau nó ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa, tao thấy không còn gì nữa, không thích nữa. Chết rồi, vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới hoài đúng không? Lúc nắng lúc mưa vậy khó nhờ. Em trai lo không em trai? Dạ, mình nói mình cố gắng thì cũng không vấn đề gì cả. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Cũng lý do tại sao có thể chia sẻ được không? Trước kia là em cũng đi học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội, thì trong thời gian đồ các thứ rất là hạn chế. Ra ngoài ít, điện thoại thì cũng cấm sử dụng. Ra trường thì trong công tác trong môi trường đặc thù thì cũng ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Cộng thêm với cái tính như mình là ít nói với ít nói nhút nhát nữa ha. Trong trắng trinh nguyên ha. Chưa có ai có mối tình nào. Em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào em trai? Dạ, của em thì đầu tiên là về ngoại hình thì em ngoài bình thường, còn về tính cách là biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên nhường dưới và
hết. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cảm cảm, giả sử như là lúc mình mà làm sai một cái gì đó, cái gì không đúng mà nó hoài đúng không? Mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái khuyết điểm gì mà lại lấy cái đó ra lại nhảy. Dạ, cũng... Em có hay cảm cảm không em? Chắc có chị, nói chung là cũng dài lắm chị. Giờ tính em cũng hay tăng động đó chị. Tăng động là sao? Là ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa. Mà em làm gì? Dạ thì em cứ như con điên vậy chị, không tự kìm nén được, có người khác kìm lại. Yên tâm, với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao ráo, dễ nhìn, biết quan tâm em, biết lắng nghe. Em là con út nên cũng được thương, nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng là chứ cũng quan tâm đến gia đình em. Rồi, cao ráo thì cũng hơi cao. Dễ thương thì rất dễ thương. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Tính là gia trưởng thì em cũng không thích. Nhậu vô, uống vô chị, mà nó nhiều em cũng thích. Thà uống vô rồi ngủ, chứ đừng có ngồi nhảy với em. Anh kia có nhậu không em? Dạ, đó điều không thể tránh khỏi chị. Nhưng mà nhậu vô làm gì? Dạ, nhậu xong đi ngủ chị. Có thể là mình uống một cốc nước rồi mình trước khi đi ngủ chị. Vậy được, dạ. Đừng có nhậu vô mà ngồi lãi nhãi nha. Cao nhưng mà chưa ráo. Hai người này có cặp mắt to y như nhau hả? Lông mi dài. Bên này lông mi trời sao dài dữ vậy em? Gắn lông mi giả hả? Hai mí lông mi dài dữ vậy trời. Tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà lông mi dài vậy luôn á. Vậy cấy lông mi hả em? Dạ không. Tự nhiên hả? Một người thì ở Đồng Nai, một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình hẹn hò sao em? Cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có điều kiện lên thăm bạn gái. Mặt mày căng thẳng vậy cứ cưng vui lên. Cũng thiếu quý chứ bộ. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 62 ạ. Nhìn chị cái coi, trời ơi chị không dám nhìn, lát sao dám nhìn bạn gái. Trời sao mắt ông này ướt dữ vậy? Muốn khóc hả? Không, không mắt ướt á. Đa tình quá vậy? Đa tình lắm á. Có hay khóc không? Dạ không vậy. Em có lãng mạn không? Không thực sự lãng mạn lắm. Trời ơi ông nhát quá vậy trời, có nào mình hỏi hồi ông khóc không? Dễ gì? Mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha. Coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha. Trời em gái, mắt anh ấy lông mi dài luôn, thậm chí dài hơn em luôn á. Nhưng mà em xinh hơn ảnh. Thấy cảm nhận ảnh sao? Em thấy em tăng động quá nè, anh nghiêm anh ít nói quá. Nghiêm ít nói lắm á. Em có một thích sự lãng mạn không? Dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn nè. Nhưng anh này hơi khô chút xíu. Yên tâm, em tạo lãng mạn cho. Tạo lãng mạn hả? Dạ. Tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn. Thì em kêu anh sẽ mua hoa nè, đứng ngay cái chỗ em ở anh. Rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em, rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu. Miễn sao anh nói hài hước rồi nói anh chung... Anh không nói luôn rồi sao? Thôi để em nói luôn cho anh. Được. Phải trực cơ quan, thậm chí là đêm hôm. Lúc đó đó mà con khóc con bệnh gì đó, mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn. Giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm. Được không? Dạ về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em ạ. Hiểu rồi. Tức là cho ba mẹ em lo luôn cho con em gì đó. Trời ơi, tội nghiệp ông bà già giờ khổ cứ nuôi con cháu không. Bây giờ hỏi ký người thân đi. Em gái đi với ai em? Dạ em đi với mẹ em, chị anh chị ruột của em, với cái hội ế công ty với hội bạn ế luôn ạ. Trời ế hết luôn vậy đó hai em. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường với chú Quyền Linh. Dạ. Nói thẳng là bé Trân á, là con gái út ở trong gia đình, thành ra được cưng lắm, nên nó không làm công chuyện gì hết á. Chỉ có đi làm thôi, đi học xong rồi giờ đi làm thôi. Cậu bên đây thì thấy được hiền. Cậu nếu cậu ưng á thì cậu phải chịu khó, bé nó hơi cưng chút xíu nhưng mà bé rất được, bé rất tánh tốt. Dạ vâng, cần mình quyết tâm là được, là không gì không thể. Cậu ráng chăm sóc, thương bé nhiều, tôi chỉ cầu mong như vậy thôi. Cảm ơn cô. Rồi xin mời đại diện của người nhà. Em đến với thủ trưởng đơn vị. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em gái xinh tươi. Chào cô, họ nhà trai, chào gia đình nhà gái. Xin nói thêm một chút về em Hùng. Hùng thì rất là hiền, mà nhát lắm, gọi là hay thẹn thùng. Nhưng mà rất là tốt, thật tính lắm.
Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì bản thân Hùng thì cái nãy chưa giới thiệu hết, giới thiệu thêm về Hùng một chút nữa là Hùng là học sĩ học viện hậu cần khoa xe máy, hiện nay là đang quản lý cái đội ngũ lái xe và xe của đơn vị. Thế thôi, còn đối với em gái xinh tươi bên này thì không, xin phép là không dám nhận xét, nhưng mà thấy là rất là lanh lợi và hoạt bát. Có hai cái tương đồng với nhau, một là em nói là mắt em to thì bên kia có mắt không lớn nhưng mà có mắt ô tô to. Cái thứ hai nữa là yên tâm, cái vụ nhậu là hiền thì đương nhiên là về là sẽ ngủ, yên tâm rồi. Anh khẳng định được như vậy tại vì là ở cùng cơ quan của đơn vị là biết. Rất mong là như cô nói đấy, hai bạn sẽ tạo cho cơ hội, chúc hai bạn thành công. Thôi đồng chí, bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, thì nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói. Không biết em tăng động ở làm anh sợ mà. À không, anh thì bình thường thôi. Thứ bảy chủ nhật em có phải đi làm không? Dạ, tính chất công việc của em á, thì em làm tới thứ bảy. Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực. Không biết anh sắp xếp được không ạ? Cái đó không thành vấn đề em. Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á, thì không biết anh chống đỡ được không ạ? Tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được. Ba em rất là trôn người. Em đây 23 năm sống với ba em là trong tư thế toàn phòng thủ không anh? Trôn theo cách như thế nào? Không, ba em chỉ trôn vui thôi. Nhưng mà nếu mà những người nào mà không cứng á là sẽ bị ba em hằn gục hết à. Thì anh thì bộ đội thì có gì thì nói đó thôi. Cũng không... Anh đoán là chắc ba em không trôn được anh nhiều đâu. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Anh có một đặc điểm là mỗi khi là căng thẳng là anh hay quên. Cách trả lời cũng như không. Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ, tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân. Chân trong từ chân châu chứ không phải cái chân. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ? Là đi về chỗ ở chung á. Cái đó thì được em ạ. Được, mặt căng dữ vậy trời. Ông này cũng làm công chuyện căng thẳng quá. Đúng là tình yêu anh này nhát quá. Bây giờ hát bài coi, mạnh mẽ lên nào đồng chí Thứ Quý. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ nè, em sẽ có khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông. Thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha, quân lệnh gì đó, em làm thử coi coi có sợ không. Là bắt cổ làm kìa. Là tôi cái gì đó. Khi khác về làm sao? Hả? Khi khác về làm sao? Không, làm luôn đi. Không có khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Trân. Đứng lên coi. Thử coi. Thôi làm thử coi. Đồng chí Thiếu Quý Hùng. Nghe lời tôi. Nào, Bình Nhất đứng lên. Em ngồi xuống. Nghĩ. Em ngồi xuống. Để nghiêm kìa. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá, không biết có kìm đâu em. Được em không? Kìm được đó. Em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên. Anh chỉ cần anh ngồi nhìn em vậy cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à. Đồng chí Trân, quét nhà. Đồng chí Trân, giật quần áo. Trời ơi, căng chổi lại. Đồng chí Hùng quét đi. Chốt lại bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì? Anh từng nghe một người nói là cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước được ở tương lai. Anh mong em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Mặt ta bên đây nghiêm trang lắm mà mặt cô cứ cười hoài vậy cô.
Dạ, tay anh có run không anh? Không, tay bình thường. Dạ, dạ, không, em hỏi thôi để biết anh run nó bấm nút được không á. Thì nếu nói em bấm hồ dùm với. Không, em cứ yên tâm, mọi thứ vẫn ổn. Với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũn ra. Hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ lỗ tai dữ luôn. Chúc mừng Đồng Chí Hùng, Đồng Chí Tranh, Thành Tài. Bấm nút rồi mà mặt vẫn nghiêm trọng á Hùng. Cười tươi lên. Đồng Chí Hùng, Hùng Đồng Chí Hân, Tranh. Em có ý kiến. Em thấy anh nhát quá, thôi để em thủ lý. Ừ vậy đi, vậy cũng được nữa. Không, em làm được. Em làm được. Cái này Đồng Chí Hùng làm được, đừng có giành. Đúng. Đồng Chí Tranh hung ngược lại. Trời ơi, sao mẹ vui dữ vậy? Nắm chặt vô nha. Hung là làm được đúng không? Làm được. Cái gì cũng nhát nhưng mà hung là anh hung làm là được. Làm được à, cái này làm được à. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, mời quý vị cùng theo dõi. Hả mà. Em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không thích nấu ăn. Như không. Ảnh lùn lắm ha. Hả chú? Ai nói lùn? Không có được. Thôi. Sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Trời ơi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Hồng Thái. Em 23 tuổi. Em sinh ra ở Quảng Bình. Gia đình đang ở Lâm Đồng. Công tác ở Đồng Nai. Chuyên ngành của em là quản lý những đồng chí mà đi nghĩa vụ quân sự. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, con chào chú Huyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào con. Em tên là Nguyễn Thị Hiền ạ. Năm nay em 21 tuổi ạ. Hiện đang là nhân viên của một công ty cung ứng dịch vụ tàu biển. Quê em ở Đồng Nai. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Vũng Tàu. Ủa là làm việc sao? Đi về sao? Mình cung ứng một số thực phẩm ở cho tàu biển nước ngoài du cập vô Việt Nam mình đó chị. Công ty em hoạt động thì ở địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Nghĩa là mỗi ngày em xuống Vũng Tàu em làm rồi đi về. Chà, nhiều mất nhiều thời gian di chuyển quá ha. Dạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không có thích nấu ăn. Cũng như không. Nhiều tính, rất là hay cười. Điểm yếu là khá là lười vận động. Không sao, bên đây đồng chí này rèn luyện là hết lười luôn em. Bây giờ bạn có những cái ưu điểm gì khoe cho bạn gái bên kia biết nào? Ưu điểm của em á là hòa đồng. Em cũng giống bạn là hay cười. Biết nấu ăn không? Bạn kia lười nấu ăn lắm. Biết nấu ăn ạ. Giờ có biết nấu ăn nhưng mà không ngon lắm. Chơi được một số môn thể thao. Khuyết điểm của em là có ngáy. Cũng không đến nỗi gì đâu. Bây giờ bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Cao trên 1m7 nha. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m6. Bình thường em rất là thích mang giày cao gót á. Thành ra em muốn bạn trai của em phải cao, em cỡ một cái đầu đi chung nhìn nó mới xứng. Đi giày thôi, giày cao thôi. Ảnh lùn lắm ha, hả chú? Ai nói lùn? Không có được cao thôi. Bạn này mấy 69 cũng được rồi. 69 được ạ. Nói chính xác là mấy em? Dạ em 1m65 à. Được không em? Người ta dạ không dạ cao được. Nhưng mọi người phải ngước nhìn là được rồi. Không được hút thuốc à? Có hút thuốc không? Không thuốc. Nhìn sạch sẽ, đừng có lượng thường. Dạ như đó thôi. Vậy cũng dễ mà, chỉ có chiều cao hơi khó thôi. À, một cái quan trọng nữa là anh phải hiểu được tính cách của em. Sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Trời ơi. Nên chiều chuộng em tí. Và cũng phải hiểu được cái công việc, tính chất công việc của em. Phải thông cảm cho em. Em đi bất chợt lắm. Hai đứa đi chơi mà alo một cái là em phải đi làm thì em cũng phải đi làm thôi. Thì anh cũng vậy, giờ anh có đang đi chơi với em đi mà giờ anh công coi như là cơ quan anh alo anh đi, anh cũng phải đi luôn. Dạ đúng, trong việc của em như vậy em cũng sẽ chấp nhận thông cảm lại cho anh. Rồi, hiểu nhau vậy là được rồi. Bạn trai, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bề ngoài thì dễ nhìn. Thích nấu ăn. Bạn kia nấu ăn ngon lắm mà không bao giờ nấu. Nấu. Không thích mẫu bạn gái mà ăn mặc quá lòi lẹt, thở quá nhiều hay lố lăng. Là không thích điều gì ở người phụ nữ? Ban ngày á thì có cái điều gì làm bực mình đối với bạn phụ nữ đó, lên Facebook Zalo rồi chị này chị nọ không thích. Coi gì sống ảo đó. Được không em gái? Dạ được ạ. Được, bà mai bà xem mặt em coi sao nha.
Thưa chị. Rồi ví dụ như mà đám cưới lấy nhau về thì mình định sẽ sống ở đâu? Tùy thuộc vào bạn á. Nếu mà bạn công việc cần ở chỗ này thì mình cố gắng sắp xếp để mà ở gần nhau. Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được một lần? Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng gần chị. Mà công việc em thì từ thứ hai thứ sáu, thứ bảy nhật, nếu mà tùy tình hình công việc. Nếu mà công việc được đi giải quyết cho đi ăn thủ thì đi vào sáng thứ sáu đến chiều nhật. Gia đình bạn gái muốn bắt rễ được không? Cái này em không quan trọng lắm, tại bắt rễ thì cũng do mình thôi, mình ở với gia đình như thế nào. Rồi, chú chào con. Dạ, chào chú. Nhìn mấy chú bộ đội kia dễ thương không? Dạ có, nhưng mà nhìn nghiêm quá. Sợ anh cũng nghiêm giống vậy. Trong quân đội thôi, còn ra ngoài thì cũng như người bình thường thôi. Quân đội mới nghiêm thôi chứ ở ngoài anh... Ngoài không có nghiêm đâu. Ở ngoài anh căng thẳng chút thôi. Nhưng mà em căng thẳng, anh đừng căng thẳng nha. Lúc nào cũng vui vẻ đây mà. Cái đường xá xa xôi vậy, con có ngại gì không? Không sao, anh phải là người chủ động rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ và hai bạn. Chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường và khán giả dừng quay. Đây là gái Úc. Thì giờ thì nó thương ai thì em gả đó. Nguyện là cho hai đứa hạnh phúc là được. Rể tương lai thấy được không? Dạ được, nhưng mà có một cái là không biết là tính có cọc cằn hay không, không biết thôi. Dạ, bác là cháu không cọc tính đó. Hiền lắm á. Cọc cằn là về vợ chồng cái lộn hoài là coi như là không được thôi. Cháu quản lý mấy chục người là bác ạ. Nếu mà cọc cằn thì mỗi người một tính cách. Nhưng mà cọc cằn thì không thể nào mà quản lý được bác. Nên là lúc mình về nghe lắng nghe. Không, mình lắng nghe về luôn chia sẻ với những đồng chí quân đội đấy. Gái Úc bắt rễ chứ không có là cho đi. Dạ được bác. Rồi mời thủ trưởng đơn vị. Xin chào em Sĩ Quyền Ninh và em Sĩ Cát Tường. Xin chào cho đại diện bên nhà bạn Lữ. Trước hết thì phải nói là Thái là một người ở đơn vị ít nói, rất ít nói, nhưng mà trong công việc thì rất nhiệt tình và trách nhiệm và nó hòa đồng vui vẻ với mọi người. Cũng nói thêm về công việc của Thái là trên cương vị là một trung đội trưởng thì quản lý 30 chiến sĩ, 30 tính cách con người khác nhau, vừa phải làm người anh nhưng vừa phải làm người chị, để làm sao cho chiến sĩ nó thân thiện, nó hiểu mình, nó chấp hành cái mình đấy. Thì nói như vậy thì để cô cũng như là bạn gái biết là có cọc cằn hay không. Còn tất nhiên là trong cuộc sống thì các bạn sau này gặp nhau, giao lưu với nhau sẽ nảy sinh những vấn đề thì các bạn cần giải quyết, thì đó là trái tim của các bạn giải quyết. Nhưng mà tôi nghĩ là hai bạn, hai cái môi trường công việc nó đều cần, gọi là cái việc là cần thiết để phải đi làm ngay, thì các bạn sẽ thấu hiểu cho nhau và dễ chia sẻ với nhau. Mà tôi thấy rằng thì bạn gái bên đây thì tính tình như thế là năng động. Vừa nói được yêu cầu một số cái về bạn Thái là chiều cao, nhưng mà thôi tôi nghĩ là 1m65 là cũng đẹp rồi. Nếu mà đi bộ giày thì kéo được khoảng độ 3-4 phân đấy cũng tốt. Nhưng chị Thái đã học ở trường sĩ quan lục quân 2 4 năm trời, được rèn luyện trong môi trường quân đội, ra ngoài công tác 1 năm rồi đã có bản lĩnh vững rồi. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ lên trao cho nhau những cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến tới một cái những cái tốt nhất trong cái tình yêu, trong hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng. Kéo màn. Đầu tiên anh thấy em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của đối với anh và em là khó nói lắm hả? Dễ thương. Khiên thật tâm nha. Anh nói thiệt mà. Có vậy thôi hả? Anh thì dễ sợ. Mốt có sợ em ăn hiếp không? Cái này con gái ăn hiếp con trai là bình thường, không có gì phải. Anh thấy em có lòe lẹt không? Cũng bình thường, không có lòe lẹt. Anh sẽ đón đưa hẹn hò cô gái thế nào? Khi nào mà đơn vị tạo điều kiện đi đến thủ thì anh sẽ đi từ Đồng Nai lên Sài Gòn chơi. Anh nghĩ là khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nửa tháng hoặc hơn một tháng thì mình mới gặp nhau một lần. Trời ơi, mà tình yêu gì mà tới nửa tháng, một tháng mới gặp nhau một lần? Công việc của em là người này đi xong người khác mới đi. Nên là tuần này người này đi thì tuần sau mình mới được đi. Mà mình đi hết là người ta không có được đi là không được. Anh nghĩ sao về việc yêu xa anh? Nó cũng gần mà em. Một tháng gặp mặt có một lần, hai lần với anh là xa lắm rồi đó. Có sợ đi ngang địa cô nào thấy đẹp đẹp rồi quên em không? Cái này anh cũng sợ, anh chỉ sợ là em có thấy anh nào đẹp trai hơn anh em yêu thôi, chứ anh không có ra ngoài nhiều. Không, đẹp trai thì em thấy nhiều lắm. Tại cũng mê trai đẹp mà anh, nên gặp trai đẹp nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng trai rồi. Hạnh quá, hiền luôn. Nếu mà hai người lấy nhau rồi con cái thế nào có thể chia sẻ với cổ luôn không? Vấn đề này thì em vẫn đang suy nghĩ. Mình có con, chung sức nuôi con thôi.
Quản lý 30 người được chứ quản lý người đối diện khó lắm nha. Em trai có ghen không? Vẫn có chứ anh. Có ghen. Ghen mà mức độ như thế nào là cũng phải do bạn gái là... Bây giờ bạn gái đi làm nhiều xung quanh trai đẹp nhiều không? Trai đẹp. Mà nửa tháng, một tháng mới gặp nhau một lần. Công việc của em là xung quanh em toàn nam không à, không có nữ. Đó. Tại vì thủy thủ tàu thì đa số nước ngoài. Trời, là nam. Thủy thủ tàu đô co cao to đẹp trai không chết rồi. Nhưng mà thủy thủ tàu không có súng. Cái này là quan trọng là em. Em đã xác định là yêu ai thì anh không phải lo vấn đề này. Em muốn là chúng ta là sẽ thuộc về nhau. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào. Ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những khi niềm phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Rồi. Bấm nút là đi đến điều gì xa hơn nữa. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Bạn đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại không bấm? Dạ, tại vì tính cách của ảnh quá hiền đi. Dạ, em đang muốn kiếm một người thật là chủ động. Thí dụ em cũng đã chủ động rồi, nhưng người đó cũng phải chủ động hơn với em, mới có thể chăm sóc, lo lắng cho em. Không thể nào để một mình em mà cứ tiến tới như vậy. Bạn cũng nên rèn luyện cho mình một cái tính chủ động hơn nữa. Không phải ở trong quân đội, mà đối với nhiều bạn gái nữa. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm có một nửa yêu thương của mình. Có thể thông cảm cho anh ấy, bởi vì anh ấy chưa va chạm trong tình yêu nhiều quá. Và hy vọng rằng với ngày hôm nay anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn trong tình yêu. Và bây giờ Quỳ Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Các bà thứ trả nợ vừa cô còn bỏ đi. Bây giờ không biết cô đi đâu. Vâng, cô lên lấy mẹ về cho con. Thế thì cơ cho chị để làm dâu và để mất và bây giờ thì chưa tới giờ ăn, mặc dù tôi cũng đang rất đói bụng rồi, buổi trưa rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trước à, xem là họ sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ hôm nay ra sao. Chào em trai. Hả? Chưa có được mở mặt đâu em nha. Em mở mặt là em mai mối với chị đó. Rồi bây giờ ngồi đợi xíu cho Tường ra đưa bạn gái mình vào nha. Ok. Rồi, mời em. Rồi, ngồi xuống cơ. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, chào hai bạn. Bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em chào MC, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rồi. Em tên là Vũ Hồng Quang ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 36 tuổi ạ, quê Phú Thọ. Phú Thọ, mình hiện tại đang làm công việc gì? Em làm kỹ thuật viên bên điện. Em làm ở bên Biên Hòa. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào 2005. Lâu rồi, 15, 16 năm rồi ha. Bây giờ còn ai ngoài quê không em? Không ạ, mẹ em vào trong này, ở em trong này. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào anh Quang ạ, em tên là Nguyễn Ngọc Dung. Năm nay 35 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, em là khoa cấp cứu. Ồ, thì cái giờ giấc làm việc mình cũng hơi cực đúng không? Nó thất thường đúng không? Dạ đúng rồi, thì em làm theo ca. Mình làm công việc này lâu chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nhưng mà em là cái cương vị là gì? Phòng cấp cứu. Điều dưỡng cực lắm phải không? Cực lắm chị. Cực lắm đúng rồi. Vậy là em sinh ra thành phố luôn, quê mình thành phố luôn. Và hiện tại thì gia đình sinh sống ở Hóc Môn. Ba mẹ sống Hóc Môn hết luôn. Ba mất rồi. Em đang sống với mẹ luôn. Sống với mẹ và ba chị. Ba người là nhà bốn gái luôn. Sáu chị em gái lận. Trời ơi, xuất sắc. Một chút xíu sơ bộ về thông tin cá nhân thôi. Bây giờ Quang, hiện tại mình cảm nhận rằng mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống nè? Nhược điểm của em là hơi nóng tính chút xíu thôi. Em tin Quang mà em nóng nữa em chích điện ta cho chết quá. Em ghét người giả dối ạ. Ưu điểm? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, chăm lo cho gia đình. Có tật xấu gì nữa không? Em không ạ. Người không có tật xấu gì hết trơn hả? Wow, quá xuất sắc rồi. Thì Quyên tạm tin vậy đi, từ từ mình khai thác sau, mình tìm hiểu sau. Tin được không chị? Không biết à, cái này ta hỏi, ta trả lời cho chị cũng không biết à. Rồi, thế còn em thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Hát thì tạm nghe được. Có sở thích thể thao như là xem bóng đá, bóng chuyền. Và có thể chơi cờ như là cờ tướng và cờ vua.
Còn điểm yếu của em là có thể hơi nóng tính, hơi nếu như mình gặp người lạ thì phải khó tiếp xúc. Thân tình thì được đúng không? Dạ. Rồi mấy mối tình rồi Quang? Ba mối tình ạ. Ba mối tình. Ba mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Vô mối tình chính thức nè. Mối tình chính thức và đã bỏ hai bố con em. Ồ, em có cháu rồi. Cháu em bao nhiêu tuổi con? Bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. Con trai hay con gái? Con trai ạ. À, vậy là đã một lần kết hôn rồi. Dạ. Sống với nhau được bao nhiêu năm? 8 năm ạ. Ly dị bao lâu rồi? Em ly dị 5 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Cô không biết cô làm việc gì mà gia đình đã bỏ qua nhiều rồi. Bố em mất, em từ nhỏ mẹ em nuôi ba chị em mà cho nên em đã thiếu tình cảm bố rồi. Bây giờ muốn cho con không muốn thiếu tình cảm mẹ nữa, đã tha thứ trả nợ vừa cô còn bỏ đi. Bây giờ không biết cô đi đâu. Ủa là vợ em đi mà không có nói lời từ biệt luôn. Ừ. Ủa vậy thì ly dị sao? Ly dị chưa? Ly dị đơn phương ạ. Bố độc thân nuôi con thì có vất vả không em? Có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng có lúc mệt, lúc mệt ạ. Có nội lo phải không? Bà có hỗ trợ đúng không? Dạ, mẹ em phụ giúp em. Rồi suốt từng ấy năm lý do sao em lại chưa tìm được một cái người khác? Em là đi làm, làm xong tăng ca kiếm tiền về nuôi cháu, xong rồi về lại phụ giúp nhà cửa nữa, cũng không có thời gian. Rồi còn em thì sao ạ? Tính đến hiện tại thì chính thức là chỉ có một mối tình thôi. Quen nhau cũng cỡ được 3 năm. Sau đó chia tay vì em nhận ra là anh tính hơi cọc cằn. Mình cố gắng mình chấp nhận nhưng mà không được. Không được. Dạ. Nhưng em có ngại lập gia đình với một người đàn ông đã từng gãy đổ và có một đứa con không? Chuyện đó thì em có suy nghĩ chứ, nhưng mà mình sẽ xem xét về vấn đề là về tính cách anh đó có đủ thuyết phục để mình nhấn nút hay không. Dạ. Chứ còn thật sự cũng không phải là quá e ngại gì đúng không? Dạ. Ăn thua là con người thôi phải không? Giữa hai con người với nhau đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Lớn hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi, công việc ổn định. Bây giờ em sống với mẹ, mẹ em cũng cứ bệnh hoạn hoài. Nên nếu mà hai đứa mà ở sống chung và sống chung á, thì nhà là phải ở đây. Tại vì nếu như mà mẹ em có chuyện gì em chạy về thì kịp. Em hơi xúc động chứ. Cảm xúc của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Em chỉ mong muốn người sống ở thành phố Hồ Chí Minh để em có thể được gần mẹ. Dạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 75, 76. Mà mẹ sức khỏe không tốt hay sao? Dạ. Hiện tại là có ai đang sống còn ba chị nữa mà. Thì có một chị là bây giờ là phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ. Còn tại vì em là ngành y tế á, vấn đề sức khỏe của mẹ thì em chăm sóc nó thuận tiện hơn. Chị hiểu rồi. Em đang ở Đồng Nai. Đồng Nai đoạn nào vậy em? Em chỗ vòng xoay Tâm Nghiệp ạ. Amata hả? Trung Vương, gần gần đó đúng không? Sự từ đây chạy xuống đó thì phải tầm một tiếng thôi. Giống như chị nói, tất cả các khó khăn nếu cho ta thực sự rung động thì vẫn giải quyết được. Nhưng mà đây là cái mong muốn của em là như vậy ha. Còn điều gì nữa không? Về ngoại hình hay về tính cách của một người đàn ông em cần điều gì? Hồi nãy vô, chị vừa nói em là bạn nữ bên đây cao lắm thì em không biết anh bên đó có cao hay không? Em cao bao nhiêu? Em 1m67. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m63. Tại chị thấy em cao mà, con gái mà 1m63 là cao lắm rồi. Cao hổn thì. Cao hổn. Còn em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Hiền lành, chịu khó làm ăn, biết quan tâm gia đình và yêu thương em. Nhưng mà ví dụ như giờ bạn gái của mình đó là ở xa như vậy đó, thì em có thể sắp xếp cái điều kiện mà để thăm nom, để qua lại và để tìm hiểu nhau thì em nghĩ như thế nào? Có khó khăn lắm không? Không, em sẽ thu xếp được. Thật sự chị nói thiệt với em luôn, ngày xưa lúc chị còn trẻ là chị có trung tâm dạy nghề ở Biên Hòa, là cũng gần Tâm Hiệp chỗ bạn trai bên đây. Chị chạy xe Honda đi lên xuống mỗi ngày. Sáng chị ngủ dậy 6 giờ sáng chạy xuống dậy, 8 giờ chị dậy. Dậy xong chiều 5 giờ chạy về nhà. Tối vẫn đi chơi bình thường. Mà chị chạy đều đặn mấy năm trời. Cho nên chị nói thật với em, vì cái nhu cầu cuộc sống lúc đó là chị vì công việc, vì tiền, vì tình yêu nó còn mạnh hơn như vậy nữa. Cho nên thực sự cái chuyện đó chị thấy không có khó. Hai chúng mình về nhau thì sẽ đón mẹ về cùng luôn.
Đó là sự chân thành của ảnh, tấm lòng của ảnh, mình ghi nhận điều đó ha. Dạ. Mẹ ai cũng là mẹ thôi, chị cũng rất là tôn trọng những cái người mà hiếu thảo. Rồi, cho chị coi tấm hình nè. Ok, bây giờ em hãy tìm đi ảnh ở trong đó đó. Còn cô gái này là ai đây? À đây, trời ơi. Đó, nhìn đi, có cổ ở trong đó. Rồi, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Một cô gái cao 1m63 có trong hai bức ảnh này. Cô ngồi giữa phải không ạ? Hay đó, em cảm nhận ảnh là ai? Nhiều quá chị ơi, nãy chị đưa em bển có ba người hả? Ừ, con thấy quá trời. Rồi, chúng ta hãy giữ nguyên và chúng ta hãy nhìn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình. Cái này cho vui thôi, mình đo cảm xúc mình tí xíu thôi mà. Rồi. Đương nhiên như em nói là ảnh đã chọn em là đúng, nhưng mà em chọn thì sai. Tại vì thật ra em đưa hình khó quá, mờ rồi mà em còn ngồi mà đông người nữa, người ta chọn không ra là đúng. Tặng em bộ hoa. Em tặng anh. Chúc anh mỗi ngày là nhiều niềm vui. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để chúng ta có thể vừa trò chuyện với nhau, thưởng thức một buổi ăn trưa với nhau thật là ý nghĩa. Xin mời hai bạn, còn trang trí rất là bắt mắt, nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đây là món cá thu nướng rơm Nhật Bản. Đó, đây của nhà hàng Phiêu Mường, một món ăn rất đặc biệt. Mời hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời. Dạ, mời anh. Anh ăn món Nhật bao giờ chưa? Anh chưa. Thực sự món Nhật là đa số là cá không hả? Mẹ em bây giờ khỏe. Mẹ em không có đi được, đi lại thì khó khăn lắm. Em ăn đi. Không thích ăn cá. Không thích ăn cá. Dạ. Bố em mất lâu chưa? Ba em mất 5 năm rồi. Cái chuyện em bảo mẹ yếu thế thì lo mẹ thì cũng sao, anh cũng thiếu tình cảm bố lúc từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ thôi, cho nên anh vẫn biết quan tâm mẹ. Cho nên là em không phải lo cái chuyện đấy. Em thấy là không thể rồi đó. Tại vì á, nếu như mà lấy nhau á, thì anh đi làm, em cũng đi làm. Phải có một người túc trực ở nhà cho lo cho mẹ. Thuê người có sao đâu. Thuê người hả? Thuê người, người ta chăm có bằng mình không? Thế em đi làm à? Nhưng mà em đi làm mà em chăm sóc mẹ đâu? Em làm theo ca mà, những lúc không có làm thì em ở nhà, thời điểm đó thì em chăm sóc. Nhưng mà thuốc thang gì thì em cũng biết. Dạ, mỗi lần lên huyết áp hay gì thì em biết cái thuốc gì đó em cho mẹ uống. Dạ. Em... Thế anh thấy nào? Anh thấy nào? Nếu như em chê thì có lọc lỗ tai không? Không, anh thích người nói thật lòng rồi. Chưa nhận xét gì được đâu. Mới nói vài câu làm sao nhận xét được. Thế cho anh hỏi là quan điểm về tình yêu thì em nào? Về tình yêu thời buổi này thì không thể nào mà tú liều tranh hai quả tim vàng được. Cả hai cùng phấn đấu cho cuộc sống, cho gia đình. Rất muốn nhà em. Trời ơi, có hai miếng cá hả? Ông ăn đại một miếng bự cho tôi coi coi. Tôi thèm muốn chết, tôi không có ăn. Có ăn rồi mà còn nhín nữa. Với cái khoảng cách địa lý có rút lại được bớt cái e ngại đó chút nào chưa? Đường đến xuống em thì em không phải lo gì. Nhưng mà cổ chắc cổ cũng lo cái đường đâu. Nhưng mà cổ lo ví dụ mà có kết hôn rồi sống như sao. Mẹ em ấy, cũng giống mẹ anh, cái đó cũng phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà anh cứ thích tưởng tính thật. Có chuyện gì hai vợ chồng nhỏ hoặc lớn gì thì đều nói chuyện với nhau. Rồi, có thể là như vậy, nhưng anh này rất có lòng. Thôi bây giờ mình hỏi phụ huynh đi. Vì hôm nay là ảnh đi là có mẹ đi theo nữa. Hỏi thử xem cái khó này mẹ anh có thể có phương án nào giải quyết không ạ? Dạ, con mời cô ạ. Em hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với bạn. Bạn, rồi mời bạn em vào luôn nha. Mời em. Dạ. Trời ơi, 11 tuổi bà đô dữ ha. Bà nội nuôi con bọn ngon lành rồi nha. Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Đúng mà con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không?
Sao vậy? Sao nói cho cô Tường nghe coi sao nè? Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Ừ. Rồi cô Tường hiểu rồi. Bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con vui không? Con. Rồi giờ con nói gì với bố nè? Bố ơi, bố cố lên nè, làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi, cố lên về lấy mẹ về cho con. Trời, con kêu bố cố lên rồi con phải sung lên đúng con? Thương quá à, thương quá. Rồi. Rồi, thôi đứng đây với cô Tường, đứng đây với cô Tường. Dạ thưa bác, bác nãy giờ bác lắng nghe câu chuyện của cả hai bạn thì bác có suy nghĩ thế nào ạ? Có xin các trường với hả? Đây là cháu mẹ và cháu Quang. Thì cháu đúng là nghĩ bố cháu nó sớm mới kiểu nghĩ khổ nó lấy cô vợ thì về đúng là cũng chiều mấy lắm, chả để ý chứ cái gì cả. Lúc thấy cái thì rời ra thì đúng là cũng già nợ nần nên là tự nhiên bỏ đi, nghĩ thương cháu thế cũng lúc mãi bỏ lấy vợ, cứ ở chán chả lấy vợ tốt tử tế thế mà tự nhiên bỏ. Nhưng hôm nay bác nhìn thấy cháu gái bên này thì bác có nhận xét gì không ạ? Có, nhìn thấy cô bên này trông hiền lành và trông xinh. Thế thì cơ được thì thầy làm dâu và thì bác đồng ý. Em nói với bác một câu đi. Nói chung là tính em không có sợ lỡ nhiều quá. Gặp người lạ nè, em nói với chị rồi, gặp người lạ em nhát. Hay là bây giờ nói chuyện với người lớn ngại hại, bây giờ nói chuyện với cháu nè. Con tới con chào cô nè. Rồi con hỏi thăm bé vài câu thì chắc là ok nè. Chắc chắn thế nào con cũng có mẹ mà ha. Rồi cảm ơn con. Rồi hồi nãy giờ em đứng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cầm đứng đây với nội nha. Thì em thấy như thế nào? Em thấy thì hoàn cảnh của anh với lại nội với lại bé thì đáng thương. Em thì thấy thông cảm cho gia đình của anh. Rồi em thấy anh thì cũng hiền, cũng vui vẻ, có là người của gia đình, cũng yêu thương vợ con. Thì cái hoàn cảnh của anh thì thấy là anh đúng là người chồng tốt đó. Nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa cho nên là họ mới gặp những cái sự cố như vậy. Còn riêng đối với chị Dung á, em là đồng nghiệp với chị Dung á, thì em thấy chị Dung á, tuy là chị Dung thì có hơi khó tính, nhưng mà cái khó tính đó thì lại là cái ưu điểm của chị. Có nghĩa là cái gì chị cũng cần cái sự hoàn hảo, nhưng mà chị lại là người là gần như là cái gì cũng biết hết. Không biết là anh á, ứng dụng mà anh mà có việc làm mà ở trong thành phố mà anh kiếm được đi. Anh kiếm được thì em nghĩ là anh có thể làm việc ở trong thành phố. Bố để có thể là ví dụ một cái nhà riêng để ở trong thành phố để chị có thể đi làm cho thành phố, rồi anh cũng đi làm thành phố. Chị Dung thì mẹ chị đang bệnh nữa, mà nhà chị thì chỉ có mỗi chị Dung mà có thể chăm lo được cho mẹ chị. Thì em nghĩ là nếu anh thương á thì em nghĩ là anh sẽ cố gắng tìm cách là cho chị Dung ở gần mẹ thì nó ok hơn. Còn việc mà có thể không mua được nhà thì có thể ở với nhà chị Dung, hoặc là có thể ở một cái nhà chung cư. Hoặc đó cũng là một cái phương án. Ví dụ vậy. Thí dụ bây giờ ảnh vẫn làm công việc ảnh ở dưới, vì anh đây còn có bà, có cháu. Bác, nãy giờ bác nghe con chia sẻ không bác? Ví dụ giờ nè, bác có thể nào hỗ trợ, ví dụ như là bây giờ cặp đôi này yêu nhau thì giờ lấy nhau. Mà hoàn cảnh mẹ bạn Dung thì là như vậy, nên là cũng đứa con có hiếu thì mình cũng trân quý đúng không bác? Bây giờ em chịu khó, em là người chạy đi chạy về được không? Trong cái thời gian này phải để lo cho mẹ hai bên, được không? Đúng không? Hiện tại có cái phương án đó là tốt nhất thôi hà. Thế đón bà sang ở với hai bà xui ở nhau. Đón bà là hai bà xui ở nhau. Thật ra chị nói thật sự luôn, mình nói đây mình bàn, mình nói như là làm khó các, không phải làm khó các bạn, nhưng mà mở ra những cái hướng. Và chị tin nếu như thật sự hai bạn có cảm xúc với nhau thì mọi khó khăn đều giải quyết được hết. Mới gặp mà mình phải cần có thời gian để mình nuôi cái tình yêu mình, nếu nó chín mùi tự khắc chúng ta sẽ có phương án giải quyết. Rồi cảm ơn em. Dạ con cảm ơn bác ạ. Cô cảm ơn con nha. Cười tươi lên để cho ba lấy vợ nha con. Trời ơi thương quá, tôi chịu trách nhiệm với cặp đôi này quá. Thôi bây giờ như thế này, hai bạn nắm tay nhau một cái được không? Chị muốn một cái cảm nhận cuối nữa trước khi chúng ta kết thúc. Hai bạn nhìn nhau 30 giây thôi. Rồi cảm ơn hai bạn.
Khi mà mai mối cho những cặp đôi như thế này thì thực sự Tường rất là nhiều cảm xúc. Nãy giờ Tường cũng không muốn làm cho bé trai buồn. Rồi con nên lấy mẹ về cho con. Nhưng thật ra Tường cũng rất là cảm động khi mà nghe những cái lời nói của một đứa nhỏ như vậy. Thường thì chị chỉ thấy chị cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, nhưng mà tự nhiên thằng nhỏ nó làm chị rất là xúc động. Nhưng mà cũng không phải vì cái sự xúc động của một cái đứa nhỏ mà mình lại đưa ra cái quyết định không đúng. Em không phải bị áp lực và không chịu bất cứ một cái điều gì về cái áp lực đó hết. Chị mong muốn hai bạn đưa ra cảm xúc bằng thật từ trái tim của mình, suy nghĩ của mình là mình có muốn kết đôi với nhau và cho nhau cơ hội hay không. Mời hai bạn nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Em ơi, ấn mạnh lại giùm chị. Rồi, đứng qua đi em. Thật là vui, thật sự Tường rất là vui luôn. Không biết hai bạn hạnh phúc được bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, nhưng Tường vui lắm. Hồi nãy thời Tường nói thật sự luôn là Tường kềm đó quý vị. Tại vì cái phim trường mình quay nó cũng nhỏ thôi. Từ đầu chương trình Tường ngồi đây Tường trò chuyện với bạn trai, nhưng mà Tường đã thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn trai ở ngoài, là Tường cũng đã cố kềm cái cảm xúc rồi. Bởi vì Tường không muốn đôi lúc có những cái giọt nước mắt nó không đúng lúc, nó làm thay đổi cái suy nghĩ của người khác. Thật sự chị nghĩ là chị sợ em không bấm nút. Chị nói thật lòng, chị sợ em không bấm nút. Tại vì chị sợ em ngại. Nói thật sự nó quá nhiều cái khó khăn. Đã một bạn trai đã gãy đổ, đã có con riêng, trong khi em là chưa lập gia đình lần nào, mà đã vậy còn cái khoảng cách địa lý thì xa nữa. Chị rất sợ là em không đồng ý. Nhưng mà nếu chị im lặng, chị không tác động vào thì chị lại cảm thấy nó áy náy, nó cắn rứt. Nhưng mà chị sợ chị tác động nhiều quá, ví dụ như chị khóc hay là chị thể hiện nhiều tình cảm quá với bên này, thì chị sợ em lại cảm thấy áy náy và em bấm nút. Nhưng mà thật tâm em không có tình cảm. Và bây giờ em bấm nút thì chị không hiểu là vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng trước tiên chị rất trân trọng em, vì chị đánh giá em là một người rất nhân hậu, một người sống rất tình cảm. Đó là cái mà chị cảm nhận lúc này. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật sự có ý nghĩa. Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà luôn ạ. Con lên đây con, bây giờ là vui rồi. Con đứng đây nha. Con không khóc. Sao con? Đều vui rồi, ba con có bạn gái rồi, ba con có mẹ tương lai rồi nè. Có mẹ rồi, không khóc nữa nha. Kính thưa quý vị, đôi lúc trong cuộc sống thôi đây em qua đứng chính giữa đi. Con đứng chính giữa đi. Cặp đôi này nó phá lệ đi ạ. Rất là xúc động đúng không quý vị? Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ nó diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Với cái ngày vui hôm nay được ghi lại, và cái điều mà trong sâu thẳm Tường vẫn mong muốn, bạn trai phải cố gắng hết sức để mà nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ giữ được. Nghe phép chương trình nói với bạn gái, tức là không phải lo cái chuyện mẹ chứ gì cả. Anh cảm ơn cái đó. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình hôm nay đến ủng hộ ạ. Dạ vâng. Từ trước đến giờ khi mà Tường làm cái chương trình Hẹn Ăn Trưa, có thể đây là cái số mà làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhiều nhất. Luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Quý vị thấy đó, ngày hôm nay đã có những kết quả tốt đẹp như thế này. Chúng ta hãy tự tin lên vào cuộc đời, vào một ngày mai thật là tươi đẹp quý vị nhé. Chị sẽ gửi tặng em gái một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ các Tường xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay. Mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào. Đi đây đi.
sang. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha. Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ, xin mời em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Sĩ quan, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái, cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ, đúng không? Dạ, có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ, giới thiệu về mình đi. Mình có ở Khánh Hòa, Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Bây giờ chàng trai còn lại chiếc ghế màu xanh, mời em. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Tiêu Kiết Tường. Hả? Tên gì? Kiết Tường. Vậy thì em biết ý nghĩa của tên em là cái gì không? Dạ, Kiết Tường thì nó cũng gần nghĩa như là Cát Tường là ý nghĩa gì? Là may mắn. Đúng rồi, Kiết Tường, dạ Kiết Tường. Dạ vâng. May mắn, đúng không? Hy vọng ngày hôm nay em sẽ may mắn. Dạ, vâng. Đi một về hai. Tường năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 ạ, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch viên tiếng Trung. Em đang sinh sống ở Vũng Tàu nhưng mà trong tương lai thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cô gái ngồi ghế xanh. À, dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường. Chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Anh Nhung, hiện 25 tuổi, đang là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa, đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài. Dạ, quê của em ở Quảng Nam ạ. Quảng Nam mà đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi ạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình đi với ai? Dạ, em đi cùng với hai chị của em ạ. Vậy còn bạn gái ở ghế màu đỏ? Dạ có ạ, em đi cùng với mẹ và bạn thân của em ạ. Wow, có mẹ luôn, mẹ dạ chào bác. À, chút xíu nữa sẽ liên lạc với gia đình mình nha. Còn hai chàng trai của tôi. Dạ, em đi cùng bạn của em. Dạ, hôm nay em đi với ba ruột của em. Ba luôn? Ủa, phải ba ruột chú. Gì vậy? Bộ có ba hổng ruột nữa hả? Bộ có ba hổng ruột nữa hả? Dạ, 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 quen miệng trời ơi. Vậy bên đây phải mẹ ruột không? Dạ, hôm nay có ba ruột và có mẹ ruột của hai bên gia đình nữa nha. Chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Đàn hát đồ thể thao đồ như nhau. Ở môi trường đó là mình mới hay hát thôi. Hát một khúc. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã dư trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Bài hát là lời nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như thế nào? Dạ hay ạ. Hay. Của em điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí, quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu. Trời, đó giờ tôi chương trình này dưới thay múa nôn dễ sợ trời. Muốn mở cửa luôn á Tường. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ, bậy để người ta nói quá. Rồi, mở Tường. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là chịu khó. Tại vì nhà của em thì từ trước nó không có phải là rất là khá giả. Từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 là em phải ráng học tiếng Trung để em xin học bổng đi du học. Em thiên về thích ca hát và chụp ảnh. Nếu mà bạn nào chọn mình thì mình có thể hát cho nghe cả ngày và... Thôi bây giờ chưa chọn hát nữa. Chưa chọn cũng hát. Bức ảnh thật là đẹp luôn. Rồi ảnh thì một chút xíu nữa mình kết đôi xong rồi cái mình rủ cổ đi ra công viên chụp ảnh. Bây giờ hát đi. Rồi xin mời quý vị một tràng pháo tay. Hát luôn hả? Kiết Tường. Vậy cho em xin hát bài Ánh Nắng của anh. Rồi xin mời em. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay.
lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ghê chưa, thấy hai chàng trai của tôi ngày hôm nay không? Nghe là muốn làm tia nắng liền ạ. Nhung ơi, giờ Nhung sao? Điểm mạnh điểm yếu của Nhung sao? Dạ, điểm mạnh của em là em được cái chiều cao khiêm tốn nhưng mà tự tin lắm. Em chẳng bao giờ tự tin về chiều cao của mình cả. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây. Đúng như vậy, phải tự tin như vậy. Em có thể chơi nhạc cụ và hát ạ. Nhạc cụ và hát. Dạ đúng. Em chơi loại nhạc cụ nào? Rồi, xin mời em. Em có thể chơi guitar, ukulele và một chút piano. Rồi, bây giờ em chơi ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Không thể không. Không thể nào, em chọn một trong ba loại nhạc cụ. Em có thể chơi guitar ở đây. Guitar. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời em. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em, ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai, mãi yêu mình anh. Tình yêu cháy gian cùng chúng ta, anh đã đưa em lên trời cao cùng bay với chân sao. Trong ánh sáng lung linh tình yêu, tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca hòa trời mây. Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan đời nào với ai, mãi yêu mình anh. Cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn hả? Bạn cũng giống em cũng biết chơi ukulele. Vậy hả? Trời ơi, hôm nãy ta đang chơi guitar em còn biết chơi harmonica nữa. Ghê vậy hả? Sao nay không đem đồ chơi theo? Dạ tại sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Vậy em sẽ thổi riêng cho bạn nghe. Vậy hả? Bây giờ hai mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Vậy em muốn hỏi hai bạn nữ là, đặc biệt là bạn áo xanh là quan ghế xanh, ghế xanh, xanh, ghế xanh nha. Ghế xanh ạ. Quan niệm của bạn về tình yêu là như thế nào? Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow, ngoại lệ duy nhất của em. Nghe giọng nói của cổ em có thể nào em tưởng tượng ra cổ đang là như thế nào không? Là một bạn nữ như bạn giới thiệu là chiều cao khiêm tốn nhưng mà rất là dễ thương. À, dạ vâng. Tóc dài hay tóc ngắn? Em nghĩ là tóc dài. Em nghĩ là chắc bận đầm. Vậy hả? Dạ. Tóc dài nhưng mà kiểu tóc là để sao nè? Em hãy tưởng tượng thôi. Em nghĩ bạn là bạn đó chỉ là để tóc dài xong rồi cột lên thành cái búi hay là sao đó. Wow. Thần giao cách cảm thôi chà. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung mà em thành. Từ trung thành không nghe nói vậy. Trung thủy trung... chứ sao trung thành? Thành. Dạ, nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành ghê quá ha. À. Rồi. Trung thủy, mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em. Có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp. Tia chớp là cười sao nữa? Hút hồn ha. Không, hút một à. Cái là hút hồn liền hút, luôn. Tôi thấy bên này hút á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút à nha. Ấn tượng như thế nào? Em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát, tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Tầm 27, 28. Và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè.
Em chở qua ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi, chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á, thì em với bạn đó tiếp tục. Còn không xuất hiện á, thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị, ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ, bạn đó ạ. Rồi, có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Yeah. Sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy? Đó. Dạ, nói chuyện thì... đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi, nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây, dạ quen được 2 tháng. Dạ, bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy. Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Ảnh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Dạ. Nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Dạ. Ít nói, hơi ít nói. Bạn áo xanh ấy thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình như là hơi là lanh lẹ hơn là em, còn em ghế màu đỏ. Dạ. Nói chung là ok hết, hai người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Yeah. Rồi. Bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định cho nè. Giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới với bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy dạ. Thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi, mời gia đình kế bên. Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bạch Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Đây là phụ huynh của em bé Tơ Tường. Trên hai người thì tôi cũng không biết sao lựa, để chừng nào mở màn ra thì để cho mỗi người có một ưu điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. À, rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chứ nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là bé Vân đứng đây múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Nếu bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à. Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thì múa cũng đẹp.
Em thấy là mường tượng là thấy giống mẹ Thoại á. Ấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi, hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn Vân. Nói vậy thôi. Bây giờ cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh, tay anh. Anh vui thôi, vui thôi, vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha. Ôi, lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm mắt lại vậy? Cảm nhận một xíu đi. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ôi, sao lẽ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi, vô ngồi, vô ngồi em ơi. Cái sao giật cái liền vậy? Gì ghê vậy? Có gì vậy? Vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. À, mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn. Trời ơi, sập cửa tao không? Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa, em chỉ đo nhiệt độ hay em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không thiệt tình nha. Chào chị. Được rồi. Cửa. Mở cửa đúng không? Còn chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim thôi. Wow. Rồi, đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. À. Rồi. Ồ, đúng. Đây nhạc. Phải liền chứ. Wow. Trời luôn kìa. Sao? Thì múa đẹp chị. Nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bà ấy cũng dễ thương. Thấy bà ấy cũng dễ thương. Sao cái giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa, người ta mới hơi thở. Nó không ổn định với em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường, sao? Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp. Phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em không. Bắn bắn dữ lắm. Hồi nãy bạn sao? Nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp, em cũng thấy thích những người múa đẹp. Hả? Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi, cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh ghế đỏ có vẻ hơi bồi hồi hồi hộp khi gặp em ha anh. Chưa có một mối tình nào. Dạ. Trai tân trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. À, em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ơi,
Gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý nghĩa sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em thấy em cầm đi thế này là em hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u chứ. Thông cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười người ta vậy, thiệt tình luôn á. Rồi em gái, mình cảm nhận về hai chàng trai này lúc mà mở cánh cửa trái tim ra thấy sao? À, đúng như lời chị em nói thì nhìn bạn ghế xanh có vẻ chững chạc hơn bạn ghế đỏ ạ. Dạ cho em xin phép tặng quà. Được, mời em. Thì kẹp nách, em kẹp nách rồi ta ăn được không? Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có cho mỗi bạn một quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết 5cm trên dây, là một trong những quyển tiểu thuyết mà em rất thích đọc. Đồng thời đó là một đặc sản Vũng Tàu, đó là một hộp khô. Hộp khô kẹp nách. Một hộp khô kẹp nách. Thiệt tình. Em muốn hỏi gì trực tiếp hai cô gái? Hôm nay thì anh đến đây thì anh muốn hỏi là các em đã thực sự nghiêm túc để tìm người yêu. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ, thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, em cũng như chị, chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Em muốn hỏi hai bạn luôn là với bạn thì bạn mong đợi điều gì nhất ở người bạn gái của mình? Đối với em thì em mong đợi nhất là chung thủy và biết quan tâm, chia sẻ, kiểu như là có thể hiểu được ý của bạn trai mình muốn gì mà không cần phải nói ra. Khi mà chúng ta yêu nhau, nếu mà chúng ta hiểu nhau thì có gọi là tâm linh tương thông và thần giao cách cảm. Rồi, còn em? Em muốn tìm bạn thì cũng chân thành, biết chia sẻ cái khó khăn của nghề nghiệp của mình. Nói chung là không có cái gì giấu giếm cả, nói chung là nó thoải mái với nhau. Thế bây giờ chị hỏi hai cô gái mình là hai chàng trai mình đều không có ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì chắc chắn ai cũng phải làm thôi chị. Không có ngại, nhưng mà có điều là em sợ em làm dâu không được. Sao vậy? Dạ vì em mặc dù rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có được ngon. Không sao á, ăn tôi là tấm lòng. Nãy giờ tôi nghe phảng phất mùi thơm đây quá trời mà giỡn thôi. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bà mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao mà ăn đơ quá vậy? Tại ăn sao thằng kia nó đơ. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái mà nấu cho mình ăn. Thế em hơi xúc động. Yeah, được đút cho ăn luôn có gì nữa. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn đó. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Em cảm thấy sao? Dạ em cảm thấy ngon. Ngon. Wow. Thằng trai dễ ăn. Gu này ăn mặn. Vậy là trứng thịt bằm và muối nữa chứ. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. À không sao thì đó, chị nói mà gừng cay muối mặn mà đừng lo. Mặn chứ. Rồi, chị hỏi nè. Dạ. Bây giờ mình còn rất là trẻ. Thế em nghĩ sao, giống như bây giờ các bạn trẻ hiện đại đó, ví dụ đi ăn, đi chơi, đi đồ đó, mình share tiền nhau, thế em nghĩ sao? Em về việc share tiền nhau ấy thì em không thích cái việc mà trong một bữa ăn đó mà cuối buổi thì hai đứa share tiền nhau thì nó hơi kỳ. Ví dụ như là bạn nam có thể trả bữa ăn hoặc em có thể trả bữa ăn và bữa uống nước thì người còn lại có thể trả. Em nghĩ sao? Mẹ em có nói với em một câu là hồi lúc mà mẹ em quen ba em á, là từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi kết hôn là mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết. Thiệt không bác? Thiệt không bác? Trời ơi, giờ là đại gia ngầm ngồi dưới đây nè. Thôi ơi trời. Em muốn hỏi hai bạn nữ một câu cuối là giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Em với em thì tầm tuổi này ấy và thì em sẽ chọn cơ hội. Vì tuổi trẻ thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn là bình yên. Còn bình yên em cũng đã nghĩ vạch ra con đường sau này của mình khi mà đã tầm
50 tuổi trở lên ấy thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ, tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Bình yên thì em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ tự tạo cái bình yên đó cho mình. Em có hài lòng với câu trả lời của hai bạn đó chưa? Hiểu chưa? Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Rồi, còn ai? Còn ai tiếp tục? Chàng sĩ quan của tôi còn muốn cơ hội hết rồi, lẹ lên, nhanh. Thì em sẽ chọn là cơ hội. Thử em đâu có hỏi cơ hội của em chứ. Mình muốn tỏ tình, mình muốn nói cái gì em một lần hỏi đây. Có hai cô gái nữa không để mình bấm nút. Trời này nó đâu cần cơ hội của em chứ. Không, nhưng mà cũng lé là muốn cơ. Thì sau buổi hôm nay thì có lẽ là mình hy vọng là sẽ có buổi ăn tối để nói chuyện nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Lạc giọng nữa rung. Xét á, bị xét á. Tôi rất trân trọng cái chàng trai này. Thật sự trong lòng dậy sóng luôn, điện chạy rần rần, lạc giọng mỗi lần khoảnh khắc quyết thiệt định là bạn lạc giọng à. Không thiệt. Cảm thấy là cái mic nó không được vô hay sao? Không phải, không ai phải, cũng em vô á. Ai mình... cũng nói lớn được hết. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn ơi, mình hãy đặt tay vào được cái nút bấm của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Là màu xanh thì tương ứng với cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Màu đỏ tương ứng với người ngồi ở ghế màu đỏ. Cảm thấy có cơ hội mới bấm. Còn cảm thấy không phù hợp có quyền không bấm chứ không cần phải lịch sự. Và bây giờ đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1 Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Là nghiêm túc thì mình có tới tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Bấm. Xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Cái gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ sao em không có bấm không? Dạ không ạ. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em kêu hay là sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình bấm nút với một người mà mình không thích á, thì nó rất dễ là gây đến cái hiểu lầm hoặc là những cái điều không muốn cho nhau. Mời các em ra đây. Lỡ rồi chị hỏi luôn nhà trai đi. Cảm xúc của em như thế nào? Sau khi tìm được công việc thì em mong muốn một cuộc sống bình yên với gia đình hơn là. Em nghĩ vậy, và em nghĩ mà bạn ghế đỏ là phù hợp với tiêu chí của em hơn. Em cảm thấy rung động nên em đã bấm. Em cảm nhận như thế nào giờ phút này? Dạ em hơi bị rối rối xíu. Em không nghĩ là anh ghế màu xanh sẽ bấm chọn em. Chắc là do nhiều khi cái suy nghĩ của em nó khác hơn anh. Cái còn bạn cuối cùng. Dạ em thì cảm thấy không ngạc nhiên ạ. Tại vì cơ bản em biết được là mỗi người sẽ, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận một cái khác nhau. Hôm nay thì ông Mai và Mối thất bại rồi. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì sao ạ? Chúng ta phải luôn trân trọng cảm xúc của những người tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, dù cho là ngày hôm nay ông Mai và Mối đã thất bại, nhưng mà dù cho các bạn không đến được với nhau, thì chương trình vẫn gửi tặng cho mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme. Pin khủng sạc nhanh, và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình dám bày tỏ nè, dám thể hiện bản thân của mình để tìm kiếm một nửa yêu thương. Xin tặng cho các bạn mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Tặng em. Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn, đây là một phần quà từ We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Đây gửi tặng em nha. Để tặng em, đây, đổ lên đây. Và cho dù là chúng ta thành công hay thất bại, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một, vẫn dành tặng cho mỗi bạn tham gia chương trình một combo bột giặt Joy. Yeah. Đây. Quý vị khán giả thân mến ơi,
hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và hãy nhớ đón xem khung giờ rất quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn trẻ gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.